Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay vừa phụ kiện mình mới về cái sản phẩm nước lau kính ha của Chisibo đến từ Canada. Thì cái nước lau kính này có gì đặc biệt? Nó là alcohol free, có nghĩa là không có cồn ha. Sử dụng được cho những cái màn hình laptop, MacBook, Retina rồi là những cái màn hình mà độ cần độ nét cao á, mà sợ cồn ảnh hưởng á, thì mình sẽ dùng những cái chai này để lau vệ sinh rồi nọ ha. Thì cái chai này á, ở bộ phụ kiện bên đang bán là 150.000 với nó dung tích là 100 ml. Chai này rất là lớn ha. Hiện tại thì trong này nó người ta có tặng cho mình một cái khăn nữa. Cái khăn này là khăn giống như khăn ba em á, nó chống được, chống chạy màn hình ha. Anh em mình sẽ lấy cho bạn coi. Đây ha, đây là cái khăn, cái lông này á, nó dùng để là không có bị trầy màn hình cát rồi nọ, nó trầy cái màn của mình ha. Đặc biệt một cái nữa là cái dung dịch này không có làm ảnh hưởng tới cái lớp nano trên cái màn hình zin của mấy bạn. Ok, thì bây giờ đang có một cái Note 8 dơ quá trời dơ, vân tay quá trời, lưng cũng vậy, dơ quá trời luôn ha. Ok, bây giờ mình sẽ dùng cái dung dịch này vệ sinh thử cho mấy bạn coi. Đây mình đang có một cái chai mở sẵn đó, mình xịt một lần thôi đó, lau nhẹ. Cho dù mặc dù nó là không có cồn ha, nhưng mà nó bay hơi cũng rất là nhanh, nó không có mùi gì hết. Nó có nhìn nhìn nó vậy chứ không phải cái mùi giống nước lau kiến đâu nha mấy bạn. Ok, đây là cái mặt trước mình đã mới vệ sinh xong, lau có một hai lần thôi mà nó đã sạch như vậy rồi. Ok, giờ tới tiếp tục mặt lưng đó, mặt lưng rất là dơ ha, chỉ cần bơm một lần thôi mình chùi. Thì cái hay của cái này á là nó tẩy đi cái dầu ở trên cái tay, cái vân tay của mình á, tay mình hay ra dầu á thì sẽ làm dơ cái màn hình đó. Thì cái này nó có công dụng là nó tẩy cái đó đi ha. Đó, như mới bóng liền. Ok đó, mình chỉ cần mất mấy giây thôi mình đã vệ sinh được cái màn hình của mình rất là sạch. Thì cái sau khi vệ sinh thì mình tiếp tục mình sử dụng được cái màn hình, cái độ phân giải giống như trên con Samsung này nó lên tới Full HD. Những cái Note 10 Plus hay những cái màn hình khác thì bây giờ nó lên tới 2K rồi, thì sẽ không ảnh hưởng gì tới cái chất lượng hình ảnh của mình hết ha. Ok, thì đây là cái chai dung dịch Chisibo đến từ Canada. Các bạn có nhu cầu thì các bạn có thể nhấn vào link bên dưới. Mình sẽ để sản phẩm nó link bên dưới, các bạn có thể đặt online này nọ ha. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video của mình.